Làm thế nào để có thể upload được video YouTube Short lên channel YouTube của bạn thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên cả máy tính, lẫn trên điện thoại và nếu như các bạn là người mới thì chúng ta cần phải hiểu được cái quy trình upload video Short lên làm thế nào để có thể upload đúng cách cũng như là làm thế nào để có thể điều hướng traffic từ YouTube short về những cái video YouTube dài để có thể tận dụng được những cái lượt view từ short feed à, giúp cho channel của chúng ta phát triển lên thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nếu các bạn là người mới bị đến kênh của Hoàng Đông Thuật thì à, nhấn vào đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất mỗi khi thuật ra mắt và nhớ thả một nút like video để chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé và để mà có thể upload được một cái video YouTube short thì cũng tương tự chúng ta sẽ làm các bước ở trên desktop trước nha sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên thiết bị điện thoại thì ở trên channel YouTube của chúng ta ấy, chúng ta rê chuột và truy cập vào nút dấu cộng ở góc trên bên tay phải các bạn nhé nhấp vào đây sau đó các bạn nhấn vào tải lên nhé rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái một cái tệp để có thể tải lên các bạn nhé rồi như các bạn đã thấy đấy thì mình đã chuẩn bị một cái video short để làm demo ở trong video này mình sẽ chọn cái video này các bạn nhé và nhấn vào open thì khi mà chúng ta tải cái video short lên đó các bạn thì YouTube sẽ nhận diện thứ nhất là cái kích thước khung hình của cái video chúng ta là khổ dọc hay khổ ngang thứ hai nữa đó chính là cái độ dài của video chúng ta có dưới một phút hay không thì nếu như mà video chúng ta dài hơn một phút thì YouTube sẽ mặc định cái video đó là video dài trường hợp cái video shot chúng ta là dưới một phút cụ thể là thường các bạn sẽ làm 59 giây đổ xuống các bạn nhé thì nó sẽ mặc định nó là video short nhưng với một điều kiện đó là gì ạ à? là cái khổ của video cái kích thước khung hình của video nó phải là tỷ lệ 1080 x 1920 hoặc là tỷ lệ khung hình 9.16 các bạn nhé các bạn nhớ cái quy tắc này rồi đó là lý do tại sao khi một số bạn tải cái video mặc dù nó dưới một phút nhưng mà nó được liệt kế vào video dài là bởi vì cái kích thước khung hình nó là kích thước 5 ngang 16.9 thì đây chính là kích thước khung hình mặc định cho video dàng dài như vậy thì nó sẽ không được YouTube tính là short đâu nha các bạn tiếp theo nữa ở đây chính là cái giao diện chúng ta cài đặt cho cái video short của chúng ta đầu tiên đó là tiêu đề thì tiêu đề á chúng ta sẽ đặt cái tên tiêu đề phù hợp với cái video short hoặc là bạn có thể để ý thấy tiêu đề cũng giống như tiêu đề dài tuy nhiên là các bạn hãy tối ưu thêm cái từ khóa giống như cái video lần trước mình đã chia sẻ cách để các bạn tối ưu tiêu đề về đó rồi ở đây thì mình sẽ để nguyên cái tiêu đề là short demo bởi vì đấy là ví dụ thôi tiếp theo nữa thì trong cái video short thì chúng ta còn có thể đưa thêm những cái hashtag gợi ý thì ở đây mình sẽ đưa cái hashtag của channel của mình rồi hashtag về kiểm tra online và ở đây mình có thể để một cái hashtag demo cho hàng đấy vân vân được chưa và một cái mèo mà chúng ta có thể sử dụng hashtag được triệt để á để giúp phân loại cho cái video chúng ta vào đúng cái chủ đề mà khách hàng họ tìm ấy cái người khán giả họ tìm ấy thì khi mà chúng ta nhấn vào cái uh, hashtag này các bạn chúng ta nhấn vào hashtag chúng ta nhấn vào nút uh, một cái hashtag bất kỳ đi thì chúng ta còn có thể biết được có bao nhiêu video ở trên YouTube đã làm cái hashtag này rồi, đã tắt cái hashtag này rồi và có bao nhiêu kênh, bao nhiêu channel ở trên YouTube đã có thể sử dụng hashtag này rồi. Bạn có thể thấy là với cái hashtag short đi thì đã có 707 797 triệu video và 44 triệu kênh làm về cái chủ đề mà có cái hashtag short này rồi. Được chưa ạ? Đây. Đây chỉ là cách mà chúng ta có thể xem cái hashtag đó nó có phổ biến hay không Được chưa? Thì nếu mà chúng ta sử dụng hashtag này Ở trên tiêu đề của video dài Khi chúng ta đăng lên thì nó cũng hiển thị luôn Cái số lượng video và số lượng channel đang có hashtag này trên channel và video của họ Ok đây là một lưu ý các bạn nhé Thì hashtag thường mình sẽ để 1 đến 3 hashtag thôi các bạn Và mình vẫn phải cố gắng tối ưu cả ký từ của hashtag lẫn ký từ của tiêu đề nó phải nằm dưới 70ký tự các bạn nhé để nó hiển thị tốt ở trên các cái nền tảng à, thiết bị điện thoại hoặc là máy tính Ok con số ở dưới thì à, đấy chỉ là cái mô tả của short thì thường thì mình chỉ cần là copy cái à, tiêu đề gắn xuống cái mô tả thôi Bởi vì mình khi mà mình lướt cái short á, thì mình mới nhận ra rằng là cái hành vi của một người mà mà khi mà họ xem cái short đấy ấy, thì họ có các hành vi sau đầu tiên đó chính là họ tương tác trực tiếp ở trên cái video chúng ta like unlike comment share hoặc là nhấn vào subscribe của của channel đó và cụ thể hơn nữa là có thể nhấp vào cái biểu tượng cánh để có thể truy cập vào channel nếu họ quan tâm thực sự còn phần còn lại là phần mô tả thì cũng ít khi mà được quan tâm thì nếu như bạn à, cố gắng chấm chút cho việc này thì chúng ta có thể lập riêng một cái phần mô tả riêng cho video short của chúng ta các bạn nhé Ok đó chính là cái hành vi người dùng à, hành vi của khán giả khi họ lướt video short của chúng ta và nhé Ok tiếp theo nữa chúng ta sẽ cuồn xuống bên dưới thì ở đây chúng ta cần phải tạo cho nó một cái playlist một cái channel YouTube khoa học thì nó sẽ có một cái playlist short rõ ràng thì ở đây chúng ta chỉ cần là nhập vào danh sách và chọn vào thuật short ha mình sẽ chọn vào thuật short và nhấn vào xong nếu trường hợp bạn chưa có playlist, bạn có thể nhập vào đây và chọn vào danh sách phát mới và chọn vào danh sách phát mới các bạn nhé. thì ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái danh sách phát mới à, cho thể loại video shot của chúng ta. rồi chúng ta nhấn vào xong. rồi ok thì chúng ta sẽ thấy được là nội dung này có dân cho trẻ em hay không? thì ở đây mình sẽ không à, chọn dân cho trẻ em các bạn nhé. rồi phấn cảnh tự động có hay không? thì nếu có thì chúng ta đưa vào nhưng mà short thường là chúng ta sẽ không có uh, sử dụng những cái này đâu rồi ở đây chúng ta sẽ thấy được là thẻ từ khóa thì ở đây chúng ta sẽ uh, tìm kiếm những cái từ khóa phổ biến để chúng ta đưa vào cái thẻ từ khóa này khi một ai đó tìm kiếm một cái từ khóa ở trên nội dung trang tìm kiếm của YouTube ấy, thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra một là cái video dài chúng ta xuất hiện hai là cái video short thì chúng ta xuất hiện thì ở đây chính là cái cách mà chúng ta đưa cái từ khóa phổ biến cho cái chủ đề của video chúng ta vào trong cái thẻ từ khóa này để làm gì để cho người xem họ có nhu cầu tìm kiếm thì họ sẽ tìm ra video chúng ta ở trên trang tìm kiếm của YouTube các bạn nhá điều này rất quan trọng các bạn ở đây thì nếu các bạn có thì các bạn thêm vào mình à, lấy ví dụ trong video thì mình sẽ bỏ qua phần này các bạn nhé tiếp theo nữa là ngôn ngữ và chứng nhận phụ đề nếu bạn làm video short À, cho ngôn ngữ tiếng việt thì chúng ta sẽ chọn là ngôn ngữ video là tiếng việt. còn nếu chúng ta làm cho các cái ngôn ngữ của quốc tế ở nước ngoài thì chúng ta sẽ thêm đúng cái ngôn ngữ vào đây. ngay quay thì các bạn có thể thêm vào vị trí của video. thì nếu các bạn làm ở việt nam thì chúng ta có thể à, check cái vị trí à, việt nam vào đây cũng được. hoặc bình thường thì mình sẽ để bỏ lửng vị trí nó cũng à, ổn không sao hết. rồi tiếp theo nữa là phần cũng khá là quan trọng đó chính là phần giải trí hay là dân mục các bạn nhé phần dân mục bạn có thể chọn cái sót này theo dân mục à, thì ở đây dân mục của mình là dân mục hướng dẫn và phong cách thì mình chọn vào đây hoặc là nếu các bạn làm về vlog thì chúng ta sẽ chọn là mọi người và blog chẳng hạn hoặc là trên à, mục giải trí cũng được các bạn nhé ở đây mình sẽ chọn là hướng dẫn và phong cách à, tiếp theo là các cái bình luận thì ở đây nó sẽ có cái bật kiểm duyệt bình luận được chưa hoặc là tắt thì nếu các bạn muốn là à, kiểm duyệt bình luận của mọi người trước khi đăng ấy, thì chúng ta sẽ tích vào bật bình luận ha bật kiểm duyệt bình luận tiếp theo nữa đó chính là cái tab thứ hai mức độ phù hợp đây là cái tab xuất hiện khi mà cánh của bạn đã được bật kiếm tiền và khi chúng ta check vào cái mức độ phù hợp này ấy, chúng ta sẽ cuốn xuống có rất là nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải review lại ở trên cái video của chúng ta xem có không nếu tất cả đã ổn rồi ấy, thì chúng ta cần phải gửi cái nội dung đánh giá bằng cách là chúng ta tích hết tất cả những cái này là không chứa nội dung nào ở danh sách ở trên sau đó chúng ta sẽ nhấn vào gửi nội dung đánh giá sau tab thứ hai thì chúng ta sẽ có tab thân phân đây là một cái tab quan trọng các bạn à, một số bạn hỏi mình làm thế nào để có thể điều hướng traffic từ short fit tức là từ cái video short chúng ta về cái video dài á, như cái video lần trước mình chia sẻ cái cách làm của MrBeat khi mà anh ta đăng một video dài thì anh ta sẽ gắn tất cả những cái video short của anh ta thân một cái đường link để dẫn về video dài thì đây là vị trí mà Mr. Bit đã gắn thì khi mà chúng ta đăng lên thì chúng ta sẽ có cái phần là thêm video liên quan thì chúng ta nhấn vào thêm ở đây mình sẽ có thể chọn cho khách hàng của mình người xem của mình họ có thể quan tâm đến một cái video dài nào đó ở trên channel của mình thì mình có thể nhấp vào và chọn một trong các video dài này ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là mythbit tiết lộ cách kiếm hàng triệu view nhờ vào cách làm này chẳng hạn thì ở đây nếu mà khách hàng à, nếu như cái video short của mình mà nó có hàng trăm nghìn lượt xem thì đâu đó có bao nhiêu phần trăm đó có những cái phần trăm người xem họ sẽ click vào cái tiêu đề của cái video liên quan này để xem cái video liên quan và lúc đó thì sao ạ? À? Lúc đó thì channel chúng ta sẽ tương tác tốt hơn với người xem ở trên YouTube và chúng ta sẽ có được nhiều lượt subscribe hơn, thời lượng xem của kênh tăng lên và chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn như quảng cáo hoặc là chúng ta có thể bán được nhiều hàng hơn nhờ vào việc gắn những đường link ở bên dưới phần mô tả của video dài này. Rồi, ở đấy thêm phụ đề thì mình sẽ không thêm các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ sáu cái cái phần các thân phần này rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào kiểm tra thì ở phần kiểm tra này thì YouTube sẽ tự động kiểm tra và nếu như phát hiện ra được những cái vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc là về liên quan đến việc kiếm tiền của cái video đó thì họ sẽ cảnh báo lên đây tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nhấn vào chế độ hiển thị thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là à, nó sẽ có các cái chế độ hiển thị như riêng tư không công khai chỉ hội viên công khai và lên lịch đúng chưa thì ở đây nếu như các bạn làm nhiều video thì chúng ta sẽ đăng nhiều ngày liên tiếp ở trong tháng chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng chức năng lên lịch cho video hoặc nếu chúng ta đăng để chúng ta muốn đăng liền ngay tức thì thì chúng ta sẽ nhấn vào tính năng công khai hoặc là chúng ta đăng cho riêng hội viên của channel thôi, chúng ta nhấn vào chỉ hội viên và nếu các bạn chưa muốn public ra bên ngoài, chúng ta sẽ nhấn vào riêng tư, được chưa? Thì ở đây mình sẽ chọn là riêng tư. Sau đó tất cả nó đã, đã ok rồi Thì chúng ta sẽ xem là ở đây nó sẽ có một cái thông báo là Thứ nhất là chế độ tải lên đã hoàn tất Thứ hai biểu tượng HD đã xử lý xong chế độ đồ, à, đồ phân giải cao cho video Và thứ ba là dấu tích tròn này chính là đã không phát hiện ra vấn đề bản quyền nào Tức là video chúng ta đã có thể tải lên một cách êm đẹp và sử dụng nó cho mục đích thương mại Ok, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào lưu để tải video lên. Rồi, như vậy là chúng ta đã tải video lên ở trên channel của YouTube chúng ta. Bạn có thể thấy được ở cái tab video ngắn ở đây thì nó sẽ có cái video chúng ta vừa tải lên các bạn nhé. Đây chỉ là chúng ta đã tải lên thành công rồi các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tải video short lên ở trên thiết bị điện thoại các bạn nhé ok ở trên giao diện điện thoại thì iphone cũng giống như là android thôi chúng ta cần phải có một cái ứng dụng có tên là youtube thì khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng này thì để mà có thể có được đầy đủ tính năng của một cái video tải lên ở trên youtube ấy, thì chúng ta cần phải update cái phần mềm youtube này cái ứng dụng youtube này với cái phiên bản mới nhất các bạn nhé ok thì khi mà chúng ta update xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào youtube và đây là cái channel YouTube của mình các bạn nhé. Và ở đây để mà có thể tải được cái video short lên ấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút dấu cộng ở hàng bên dưới cùng của màn hình điện thoại đây. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào cái video mà chúng ta muốn upload lên. Ví dụ như ở đây là mình sẽ muốn chọn cái video liên quan đến Hello Sunshine này. Mình sẽ chọn vào đây. Rồi ở đây thì các bạn thấy được là nếu trường hợp cái video chúng ta dài hơn một phút thì YouTube sẽ có một cái thân để chúng ta kéo và cắt cái video chúng ta dưới một phút để đảm bảo đăng lên đúng cái format của video short còn trường hợp nó mà dưới một phút rồi thì chúng ta không cần phải cắt gì cả cũng không sao thì nó đã mặc định nó là video short các bạn nha OK rồi chúng ta nhấn vào nét ở bước này chúng ta có thể thêm được âm nhạc thêm được những cái đoạn văn bản vào đây hoặc là chúng ta có thể ghi âm cái dòng nói chúng ta vào trong cái video này à, chúng ta có thể thêm những cái timeline ở dưới này được chưa và chúng ta có thể thêm những cái bộ lọc ở trong cái phần edit của YouTube Short rồi sau khi mà chúng ta thấy được cái video chúng ta đã ok rồi chúng ta nhấn vào nét ở góc trên bên tay phải đây chính là cái giao diện này chúng ta có thể cài đặt chính xác những gì mà chúng ta muốn thể hiện ở trong video short đầu tiên đây chính là caption cho short đây chính là phần tiêu đề cho video short đấy là tiêu đề mà mình à, minh hòa thôi các bạn Ngoài ra thì bạn có thể đưa thêm hashtag của kênh mà các bạn muốn đưa vào các bạn nhé. Rồi tiếp theo nữa một phần rất quan trọng ở cái bước trước thì chúng ta đã làm trên máy tính. Máy tính không cho phép sử dụng cái thông néo tùy chỉnh nhưng trên điện thoại thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Đầu tiên các bạn rê chuột vào dấu có ngòi bút ở trên cái hình của video shot này nhấp vào đây. Bạn có thể thấy được ở đây chúng ta có có một cái khung màu trắng ở dưới timeline bạn có thể đưa tay và chọn vào cái khung màu trắng này để chọn đúng cái thumbnail mà chúng ta muốn nó hiển thị đầu tiên khi khách hàng họ nhìn vào, khi người xem họ nhìn vào. Ở đấy thì mình sẽ chọn cái thumbnail đầu tiên là Hello Sunshine. Rồi sau đó mình sẽ nhấn vào done. Như vậy thì cái thumbnail nó sẽ được tùy chỉnh. Tức là mình sẽ chọn bất kỳ một cái khoảnh khắc nào trong video để chúng ta đưa vào cái phần để chúng ta làm thumbnail. Thì điều này cũng sẽ dễ dàng để chúng ta có thể à, chủ động tạo ra một cái thumbnail tùy chỉnh và chèn vào video trước khi chúng ta tải lên để sử dụng cái khoảnh khắc ở trong video đó làm thumbnail trong tình huống này mình chọn cái khoảnh khắc mà có cái chữ hello sunshine để làm thumbnail các bạn nhé rồi tiếp theo là chế độ hiển thị thì ở đây mình sẽ chọn là private làm mẫu cho các bạn thôi rồi tiếp theo là location thì ở đây bạn có thể chọn việt nam hoặc là nước ngoài tùy các bạn rồi Audio thì chúng ta sẽ chọn là No. Không hiển thị với uh, trẻ em các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy được một cái Related Video. Hay nếu mà giao diện của tiếng Việt ấy, thì nó là uh, video liên quan đó các bạn. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Và chọn vào đúng cái video mà chúng ta muốn tải lên. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có Short Remix. Thì cho phép là Video và Audio Remix không hay là. À, có dán nhãn à, có nhà thế giới hay không thì cái này mình để mặc định ok comment không thì mình sẽ cho phép là comment ha nếu trường hợp video shot chúng ta chúng ta không cho phép người xem comment vào thì chúng ta sẽ nhập vào phần comment này và nhấn vào off như vậy thì người xem sẽ không có được cái tính năng comment ở trên video này rồi tiếp theo thì chúng ta chỉ cần nhấp vào upload shot để tải cái video lên và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tải lên được một cái video short ở trên giao diện máy tính và cả trên giao diện điện thoại một cách dễ dàng và tất cả những lưu ý gì mình lưu ý ở trên cái video nó đã được hiển thị ở trong video này rồi hy vọng rằng cái video này nó sẽ đầy đủ nhất và dễ hiểu nhất để các bạn có thể dễ dàng làm theo và xây dựng channel YouTube của các bạn phát triển trong năm 2024 nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích cho thật một like video, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.